Cầu Phong Châu bị sập, nghi có nhiều người, phương tiện rơi xuống sông Hồng. Một nhịp cây cầu sắt Phong Châu bắc qua sông Hồng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ bị sập, nghi có nhiều người, phương tiện bị rơi xuống sông. Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra khoảng gần 10 giờ sáng ngày 9 tháng 9. Nhiều người dân khi vừa đi qua cầu Phong Châu, tỉnh Phú Thọ thì nghe tiếng động lớn. Một nhịp cầu dài rơi xuống sông Hồng đang cuồn cuộn chảy. Một số người dân cho biết, trên cầu thời điểm đó có ô tô, nhiều người lưu thông. Theo website Bộ Giao thông Vận tải, cầu Phong Châu nằm trên quốc lộ 32C qua địa bàn tỉnh Phú Thọ đến các tỉnh Tây Bắc. Cây cầu nối hai Tam Nông và Lâm Thao được xây dựng, đưa vào khai thác từ tháng 7 năm 1995, đã qua nhiều lần sửa chữa, đại tu. Bề rộng mặt cầu hẹp, lưu lượng người và phương tiện qua lại rất thường xuyên.